M-O-M-O-T-1 nặng 1 H-A-2-I-2 B-A-3 B-O-M-O-N-4 sắc 4 N-A-N-A-M-5 S-A-S-A-U-S-A-O sắc 6 B-A-3-I-B-A-Y hỏi 7 tờ a ta m tam sắc 8 chờ y chi n chinh sắc 9 m ư mư ơ mơ y mươi quyền 10 b ô mô y bôi quyền bồi d á đá m đâm huyền đầm di a gia quyền già. Cái trò này chúng ta có thể biểu diễn ở mọi lúc mọi nơi nha các bạn. Trong cái bộ bài chúng ta chỉ cần lấy từ 1 nè, từ 1 tới dài ha, đủ số lượng 13 lá. Nước nào cũng được. Lấy là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y đầm già. Thì chúng ta phải sắp xếp theo một cái quy luật thì chúng ta mới đọc đánh dần được như thế ha. Cái này chúng ta có thể biểu diễn trong những lúc mà chơi bài hoặc là tụ tập bạn bè gì đó thì cũng rất là hay nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp ha. Thì nó có theo cái công thức như thế này. Ông già 75 tuổi. Đây, mình lấy số 7, số 5 nha. 1 năm lấy bà đầm 92 tuổi,
13 tháng 68 ngày sinh ra một hoàng tử 4 tuổi. Rồi sau đó chúng ta để như thế này nha. Rồi chúng ta đánh vần theo thứ tự từng quân bài một, mà phải đánh vần từng chữ cái mới được nghe các bạn. M O mô tờ mốt nặng một đấy, chứ mình đánh một là không ra ha. H A ha Y hai B A ba B O vô N bôn sắp bốn N Á ná M năm S A sa U sao sắp sáu B A ba Y bay hỏi bảy tờ A ta mờ tam sắc tám chờ Y chi N chinh sắc chín M ư mư ơ mơ Y mươi quyền mười B ô bôi ô bô Y bôi quyền bồi D á đá M đâm quyền đầm Di a ra quyền già. Đấy. Rồi, chúc các bạn thành công nhé.